Vào năm 2002, căn cứ vào nguồn lực phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu phát triển về giáo dục và đào tạo, tại Kiên Giang cần thành lập một trường đại học, góp phần hoàn thiện việc phân bổ của mạng lưới các trường đại học cao đẳng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, theo tinh thần nghị quyết số 47, ngày 4 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Tại thời điểm này, tỉnh Kiên Giang chưa đủ điều kiện để thành lập trường đại học. Do vậy, Chính phủ đã cho phép thành lập một phân hiệu đại học, chỉ định trường đại học thủy sản chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để thành lập một phân hiệu đại học tại Kiên Giang. Trường đại học thủy sản đã phối hợp với tỉnh Kiên Giang lập một khoa kinh tế kỹ thuật tuyển sinh gần 300 sinh viên khóa 47 với 3 ngành học: nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản và kế toán doanh nghiệp. Các chuyên ngành và công tác đào tạo đã được khởi động tại Kiên Giang từ năm học 2005-2006, được trường cao đẳng cộng đồng Kiên Giang hỗ trợ về cơ sở vật chất để khoa kinh tế kỹ thuật hoạt động đào tạo. Căn cứ vào yêu cầu đào tạo nhân lực trình độ đại học của địa phương, phân hiệu Kiên Giang của trường Đại học Thủy sản, nay là trường Đại học Nha Trang, chính thức được thành lập theo quyết định số 1704 ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phân hiệu Kiên Giang có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc thành lập một trường đại học ở Kiên Giang sau này. Có thể nói, cái quá trình hình thành và phát triển thành trường Đại học Kiên Giang từ phân hiệu Đại học Nha Trang tại Kiên Giang là một cuộc trường trình với rất nhiều ấn tượng. Thời gian kéo dài tôi nghĩ là không dưới 15 năm. Chúng tôi đánh giá rất cao cái quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Ngay sau khi hình thành cái phân hiệu thì tỉnh đã tạo dựng cho phân hiệu một cái cơ ngơi tôi cho là hết sức có tầm nhìn, với 55 hectare đất ở huyện Châu Thành mà đồng chí Trương Quốc Tuấn, Trương Quốc Tuấn là người đi đầu trong cái việc tạo dựng cái cơ nghiệp ấy, cơ người ấy cho phân hiệu Đại học Nha Trang tỉnh Kiên Giang. Sau này là tiền đề, nó cũng chính là cơ hội và tạo tiền đề tốt đẹp cho Đại học Kiên Giang sau này. Ngày 31 tháng 10 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 7381 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng phân hiệu Kiên Giang thuộc trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2008-2015, với mục tiêu tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho phân hiệu phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể và tạo tiền đề cho việc xây dựng phân hiệu thành trường Đại học Kiên Giang. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng trước những thuận lợi và lợi thế về tiềm năng của Kiên Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long, được sự quan tâm của lãnh đạo đảng và nhà nước, trên nền tảng phân hiệu Kiên Giang của Đại học Thủy sản, ngày 24 tháng 9 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định thành lập ban trụ bị thành lập trường Đại học Kiên Giang, trên cơ sở nâng cấp phân hiệu Kiên Giang trường Đại học Nha Trang do Tiến sĩ Vũ Văn Xứng, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang, nguyên giám đốc phân hiệu Kiên Giang làm trưởng ban. Từ đó, ban trụ bị đã tiến hành các bước cần thiết để xúc tiến các hồ sơ thủ tục trình Trung ương thẩm định thành lập trường Đại học Kiên Giang. Tổ chức nhân sự cho một cái trường đại học mới thì đây là cái bước rất là quan trọng. Cái thứ hai là cái mở các cái má ngành đào tạo theo cái yêu cầu là đa ngành. Thì trước đây thì Đại học Nha Trang cũng đã có một số ngành rồi, thì bây giờ mở thêm các cái ngành theo yêu cầu. Và cái nhiệm vụ thứ ba là cái kế hoạch tuyển sinh. Khi mà thành lập thì cái tuyển sinh kế hoạch hàng năm như thế nào? Đó là những cái bước rất là quan trọng cho cái việc thành lập trường đại học. Sau thời gian chuẩn bị, ngày 3 tháng 10 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố quyết định số 758 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập trường Đại học Kiên Giang trên cơ sở phân hiệu của trường Đại học Nha Trang tại Kiên Giang và quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của trường. Đây là một trong ba trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tiếp nhận Phó Giáo sư Tiến sĩ Thái Thành Lượm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang,
về công tác tại trường và giữ chức hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang nhiệm kỳ 2014-2019 và bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang cũng đã công bố quyết định thành lập đảng bộ cơ sở trường Đại học Kiên Giang với 33 đảng viên. Phó giáo sư tiến sĩ Thái Thành Lượm, hiệu trưởng trường, được chỉ định giữ chức bí thư đảng ủy. Nhớ lại những ngày đầu thành lập đầy gian khó, lúc bấy giờ, phó giáo sư tiến sĩ giảng viên cao cấp Thái Thành Lượm được giao nhiệm vụ là hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Kiên Giang. Với khát vọng phát triển, tập thể ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ giảng viên luôn có tinh thần đoàn kết cùng một ý chí, luôn thôi thúc để phấn đấu xây dựng trường Đại học Kiên Giang có nền giáo dục tiên tiến ngang tầm với các trường đại học trong khu vực và trong nước, là nơi đào tạo chất lượng cao không những cho sinh viên Việt Nam trong khu vực mà còn là nơi sinh viên quốc tế tin tưởng đến học tập. Trên cơ sở là được thành lập của phân hiệu thì phải là tập trung ngay là các cái nguồn lực để là coi như chuẩn bị cho cái công tác đào tạo trình độ cao ở bậc đại học. Như vậy là chúng ta phải là coi như là gắn với cái việc mà nâng cao thực hành của sinh viên khi tốt nghiệp ra trường thì phải là coi như tiếp cận được với cơ sở sản xuất. Đó là cái về cái mục tiêu. Cái thứ ba nữa đó là coi như là những sinh viên của trong cái thời điểm này và trong cái thời gian tới là coi như là phải tiếp cận được là coi như quan hệ quốc tế. Năm 2024, kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Kiên Giang là mốc son ghi dấu những khoảnh khắc đẹp. Sự kiện này đúc kết những chia sẻ, gắn bó và cống hiến của rất nhiều người, nhiều thế hệ xây dựng nên một phân hiệu Kiên Giang và một trường Đại học Kiên Giang. Thời gian chưa phải là dài, nhưng đây là dịp để nhìn nhận, đánh giá những thành tựu đóng góp của Đại học Kiên Giang và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà và khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Về nhân sự, ngay từ những ngày đầu mới thành lập trường, nhà trường đã tập trung vào nhiệm vụ nâng cao trình độ của giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy đại học. Với số lượng nhân sự gồm 33 người vào năm 2014, đến nay, trường Đại học Kiên Giang có 271 người, trong đó 34 tiến sĩ, 2 phó giáo sư, 167 thạc sĩ, 32 nghiên cứu sinh, trong đó có 14 nghiên cứu sinh nước ngoài. Trường có 23 đơn vị, trong đó có 8 phòng, 9 khoa, 5 trung tâm và 1 ban. Về tuyển sinh đào tạo, những ngày đầu thành lập, toàn thể sinh viên của trường có gần 600 sinh viên. Đây là những lứa sinh viên còn lại của phân hiệu Đại học Nha Trang tại Kiên Giang. Năm tuyển sinh đầu tiên, nhà trường đã tuyển sinh được 853 sinh viên, đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra. Đến nay, hàng năm, nhà trường xác định hơn 1.000 chỉ tiêu, và năm 2024 là 1.840 chỉ tiêu chính quy, 1.300 chỉ tiêu vừa học vừa làm, 900 chỉ tiêu đào tạo từ xa. Qua tuyển sinh năm 2024, nâng tổng số sinh viên theo học tại trường hơn 8.000 sinh viên. Về ngành đào tạo, trong giai đoạn đầu, nhà trường tập trung mở những ngành như lĩnh vực sư phạm, nông nghiệp, khoa học cơ bản. Sau đó, trường mở các ngành cung ứng nhân lực cho phát triển kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Những ngành nhu cầu lao động cao trong giai đoạn phát triển mới như lĩnh vực văn hóa, du lịch, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản. Đến năm 2024, nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở mới trên 24 ngành trình độ đại học với 33 chuyên ngành đào tạo. Qua đó đã góp phần đưa trường Đại học Kiên Giang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực đáng tin cậy, có uy tín trong khu vực. Về cơ sở vật chất, hiện nay nhà trường đã hoàn thành dự án xây dựng trường Đại học Kiên Giang với tổng nguồn vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Diện tích xây dựng 23.256 m2 trên khuôn viên 54 hectare với 250 phòng học các loại. Tòa nhà thực hành thí nghiệm 5 tầng, tổng diện tích sử dụng là 11.259 m2. Tòa nhà thư viện quy mô 3 tầng, diện tích sử dụng 2.020 m2. Khu làm việc tập trung quy mô 11 tầng với tổng diện tích sử dụng 9.632 m2. Khu nội trú sinh viên với quy mô 3 tòa nhà 5 tầng, tổng diện tích sử dụng 11.751 m2, sức chứa hơn 1.500 sinh viên. Nhà ở công vụ quy mô 4 tầng, 36 phòng nghỉ, phục vụ hơn 100 người cùng một thời điểm.
Em thấy là môi trường xung quanh này giống như là nhà thứ hai của em. Tại vì nhà trường luôn luôn quan tâm đến sinh viên quốc tế đã xa nhà. Ví dụ như là Tết Campuchia, trường cũng có chương trình tổ chức lễ Tết cho người Campuchia và người Lào. Em cảm thấy rất là vui học tập tại trường Đại học Kinh Giang như vậy. Thì sau 2 năm học tập và hoạt động tại trường thì em thấy trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên cũng như là em phát huy được những tài năng và năng khiếu của mình. Và thầy cô thì vui vẻ, nhiệt tình, bạn bè thì hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau. Qua quá trình học tập và rèn luyện tại trường thì ban giám hiệu nhà trường cũng như các thầy cô cũng đã tạo mọi điều kiện để sinh viên được học tập và nghiên cứu khoa học cũng như rèn luyện các cái kỹ năng mềm phù hợp để ứng dụng vào cuộc sống hiện tại. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ được xác định là một trong những chức năng chính của trường. Trong 10 năm qua, nhà trường đã triển khai thực hiện 144 đề tài dự án các cấp, trong đó có 18 đề tài cấp bộ, 6 dự án cấp tỉnh tại Kiên Giang, 120 đề tài cấp cơ sở. Nhà trường đã phê duyệt 320 đề tài thuộc các lĩnh vực khác nhau do sinh viên thực hiện. Đã có 306 bài báo khoa học trong nước thuộc danh mục tín điểm của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, 164 bài báo khoa học được công bố quốc tế, 60 bài đăng kỷ yếu, hội thảo có chỉ số ISBN, có 45 công bố khoa học có giá trị được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Trường đã tổ chức thành công 24 hội thảo, hội nghị. Trung bình mỗi khoa đều có tổ chức ít nhất một hội thảo, hội nghị khoa học cấp khoa trong mỗi năm học, tương đương với trên 90 hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa. Với cái sự định hướng phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới, gắn với tự chủ đại học từ năm 2026, thì tôi nghĩ rằng là nhà trường sẽ tiếp tục có những cái rà soát để chỉ đạo định hướng xây dựng cái chiến lược trong cái giai đoạn 2025 và 30 và tầm nhìn đến 2045. Trong giai đoạn này thì điều đầu tiên nhà trường phải lựa chọn và xác định cho mình một cái mô hình quản trị đại học gắn với tự chủ. Tôi nghĩ rằng là phải có được một mô hình quản trị tốt và thích ứng với điều kiện cạnh tranh, thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ trong giáo dục đào tạo. Và một cái mô hình quản trị phải thể hiện được sự minh bạch, công khai, chịu trách nhiệm và giải trình trên các cái mặt gắn với tự chủ, gồm là học thực, nhân sự, tổ chức và tài chính tài sản, để tạo ra một cái bước phát triển mới trong cái giai đoạn tự chủ một cách toàn diện. Chúng tôi trong thời gian tới thì ngoài lực lượng giảng viên cơ hữu thì sẽ có những cái chính sách để kết nối với các doanh nghiệp, tạo ra cộng đồng giảng viên tại doanh nghiệp, kết nối với các cái trường đại học ở nước ngoài để có sự chuyển đổi giảng viên để phát triển kể cả trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, để tiếp tục đưa trường Đại học Kiên Giang tiếp cận một cái mô hình quản trị mới thích ứng trong giai đoạn phát triển mới. Để đạt những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ phối hợp của các sở ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh đã góp phần mở ra một trang mới về giáo dục đào tạo của tỉnh nhà, đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, xứng đáng với niềm tự hào về ngôi trường đại học của tỉnh Kiên Giang. Trường Đại học Kiên Giang đã bám vào các cái mục tiêu cốt lõi của nhà trường, đã định ra cái phương hướng cho cái sự tồn tại và phát triển của nhà trường trong những năm qua. Thứ nhất đó là tranh thủ được cái sự ủng hộ của Bộ Giáo dục Đào tạo về chuyên môn và sự lãnh đạo của tỉnh ủy, nên đã xây dựng được một cái tập thể đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường đoàn kết, rồi là trí tuệ trong sáng và vững mạnh. Cái thứ hai là nhà trường đã nhanh chóng đào tạo được cái đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao, tính chuyên nghiệp, ý chí quyết tâm vì sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự phát triển lớn mạnh của nhà trường. Cái việc thứ ba là trong 10 năm qua đó, nhà trường đã mỗi năm đã đào tạo tốt nghiệp từ 1.000 đến 2.000 sinh viên. Khi tốt nghiệp ra trường thì cái tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ra trường đó
là được giải quyết việc làm, đã có việc làm từ 75-90%. Tôi cho đây là cái mục tiêu rất là tốt. Nó đã góp phần cung ứng thêm cái nguồn lao động có chất lượng cao và góp phần nâng dân trí trong khu vực đồng bằng sông Long cũng như tỉnh Kiên Giang. Thì mong muốn là trong thời gian tới thì đề nghị trường tiếp tục thực hiện cái mục tiêu của mình và thực hiện cái sứ mệnh của mình, ngày càng khẳng định cái sứ mệnh là đào tạo trường là chất lượng cao và chất quốc tế. Trong những năm tới, tôi đề nghị là tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo để một là chúng ta trực tiếp để tiếp tục là đầu tư hoàn thiện cái cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo một cách là thiết thực và có hiệu quả. Hai là tiếp tục là quan tâm đào tạo cái đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên sâu phù hợp với các cái mảng ngành đào tạo để đẩy nhanh cái hợp tác quốc tế và cái nghiên cứu khoa học. Thứ ba là mục tiêu của đào tạo của nhà trường phải bám vào cái mục tiêu phát triển và cái thị trường lao động để mà chúng ta đào tạo. Trong đó tôi đề nghị tập trung vào cái nghị quyết 13 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt tại quyết định số 1289 ngày 3 tháng 1 năm 2023 vừa qua để làm cái căn cứ cho mục tiêu đào tạo các cái nhóm ngành có lợi thế của tỉnh cũng như của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong giai đoạn tới, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, sự tác động ngày càng mạnh mẽ của hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao hơn. Và trường Đại học Kiên Giang, bên cạnh những thuận lợi, cũng không ít khó khăn, thử thách. Với sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên và lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là sự ủng hộ của các bộ ngành trung ương và lãnh đạo địa phương, tin tưởng rằng trường Đại học Kiên Giang sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục đa dạng hóa ngành đào tạo, hình thức đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, trở thành trung tâm ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ cao thuộc nhóm khá ở vùng đồng bằng sông Cửu Long về nông nghiệp, công nghệ sinh học, kinh tế biển, du lịch, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.